Đâu cam đâu? Đây. Đấy, cửa trong cửa ngoài, ai treo đầy đủ. Chỗ nào? Đây. Đấy. Cam đây, tôi treo cả ở ngoài ở trong đây. Ôi giời ơi. À, sao sáng sớm cửa chuồng gà nó mở toang này nhỉ? Ôi tôi chết. Còn cái gì? Đi ra đây xem anh ơi. Gì mà làm bắn lên cả thế? Thế nào mắt nhắm mắt mở. Anh ấy nhìn xem cái cửa chuồng gà nhá. Tối hôm qua tôi đi ngủ, tôi ra tôi kiểm gà đã chốt lại rồi. Lúc nãy đi ra thì nó mở toang ra. Thì chẳng mở thì chẳng vào đây được cả. Đúng rồi. Thì mọi lần là mình mở để mình rót gà ăn đúng không? Nhìn xem trong chuồng nhá, không còn một mống gà nào luôn. Đây này, B40 nó còn tháo ra, nó để gọn một bên đây này. Sao cửa chuồng gà lại chọc xệ thế nọ? Thế mọi lần là mình đóng B40, mình đóng cả cái cửa gỗ này ở ngoài. Sáng nay ra cửa nào của đấy toang hết rồi. Mà thằng khốn nào nó lại nhậu quen đường cũ, nó bắt được một lần, hai lần, ba lần là nó quen lần thứ tư ngay mà. Bảo rồi mất gà mỹ ra làm chuồng. Nhà mình làm chuồng từ đầu rồi còn gì nữa. Không nhưng tao bảo cái cửa ấy, bây giờ phải mua cái cửa, cửa khóa bằng số ấy. Rồi ơi. Gài bằng cái nơi thì nó đập cho một phát thì cửa nào chả dụng. Mất hết rồi. Đàn gà đẻ mười mấy con đang đẻ cũng mất sạch rồi. Thế là đi tao mất mấy trăm triệu rồi. Làm gì mà mấy trăm triệu? Chị đàn gà mấy chục con đấy mà để nhân đàn 5 năm nữa xem nào. Xem có phải mấy trăm triệu không, gánh cả tiền cám vào đấy nữa thì chả nửa tỷ chứ. Ôi dồi ôi, khiếp, hệ số nhân mà nhân đến tận 5 năm sau. Tính bây giờ đi kìa, làm nào, có giải pháp nào tìm được gà không kìa. Chả biết bọn trộm này làm kiểu gì mà dân phòng dạo này cộng thêm cả lương công an viên rồi mà thế nào không bắt được cái bọn trộm này là thế nào. Hãy anh đi đặt xe ra chợ đi, ra hàng gà ấy, nó bắt trộm gà mình nó phải mang đi bán chứ, mà sáng sớm này kiểu gì mình chẳng nhận ra gà nhà mình. Ừ, đặt xe đi. Nhưng mà gà nhà mình đánh dấu kiểu gì mày hâm à? Do đấy hàng tỷ con gà nó giống nhau thì tao biết con nào là con nhà mình. Thì gà nhà mình là gà cắt đuôi đấy còn gì nữa. Sợ nhầm với gà hàng xóm, con nào con đấy mình cắt hết đuôi. Thì nó bảo gà nhà tao không cắt đuôi thì làm thế nào? Cũng khó nhỉ. Bảo đánh dấu vào không nghe. Thế đánh dấu kiểu gì, con nào lông chả giống con nào. Lấy cái kim ghim vào đầu nó chứ. Rồi ơi, thế sao cắt tiết nó luôn đi. Không thì mình xăm lên một nốt gì đặc biệt riêng của mình. Chỉ có xăm lên mặt lão mới nhìn thấy thôi. Gà ở chỗ nào không có lông không mà đòi xăm gà. Bốn mấy tuổi đầu rồi phát ngôn cũng kém cơ. Ừ, tao quên, chỉ nghĩ đến lúc luộc gà là phải xăm thôi, để cho nó nhanh chín. Mà cú nhà tổ chư cha, thằng nào, con nào nó ăn gà nhà mình, nó ăn cả lông. Đó nó nghẹn như chất mẹ đi. Có mà, rồi đang chất no ấy, rồi đang chất béo ấy. Để anh thử chạm bên thằng Phong xem, xem nhà nó có mất không. Bởi vì bọn này nó đã đi cua một lượt là nó cua hết tất cả xóm đấy mà. Nhà nó nuôi dê thì nó nuôi gà đâu mà mất. Nó vẫn phải có gà chứ. Nó dê thì nó cũng vẫn, dê nó còn đắt tiền hơn con gà. Nó bắt được một con dê của nhà nó có mà đánh đổi được cả mấy đàn gà nhà mình. Gà nó trộm nó còn đúc được tải, dê nó vác lên cổ thì nó đi ra làng nó khoe thiên hạ biết là tao đi ăn cắp à. Động não lên một tí đi. Dê nó chả đúc tải được à? Dê là sao mà đúc được tải? Đúc tải thì nó khoác để cho nó chết à? Dê mà chả đúc tải à? Nó còn cắt lỗ ra để cho dê nó thở chứ. Trộm nó khôn hơn mình ấy. Bây giờ trộm nó còn giống người như đúc ấy. Nhìn thấy trộm còn cứ tưởng là người chủ tế. Đi thôi.
đi tìm gà. Được rồi, em cứ đi quanh quanh đây xem có dấu vết gì không. Giờ ta xem nó có vết chân trước gì không thì để con có cái mà lên trình báo chính quyền chứ. Đi nhanh lên. À, mình đi vào đây xem nào. Quay lại làm gì, nó có gà nữa đâu mà vào. Để xem có dấu vân tay vân chân gì không. Ôi dồi ôi, vân tay ấy là bên người ta gọi là gì nhỉ, khám nghiệm hiện trường ấy, người ta phải xịt cái hóa chất gì vào người ta mới nhìn thấy, mình nhìn mắt thường thấy được à? Mày thấy không? Đấy rồi. Cái gì mà tàng hình thế kia? Có một sợi tóc nằm ở cửa cái chỗ gai chép cái mắt cáo như mình đây nè. Tóc gì tóc đấy? Tóc. Đấy là bạn nhện. Nó dính bụi, nó đen đen. Ta tưởng tóc tơ nhỉ? Ừ. Thôi đi, không tìm nhanh là mất luôn bây giờ đấy. Khổ quá, loanh quanh làm gì để tốn thời gian. Đây, mày thấy rồi. Mày xem gì nữa? Xem cái này là cái tóc hay là cái lông nách? Khổ quá, nó là lông chó. Làm gì có thằng trộm nào đi ăn trộm mà đánh rơi lông nách không? Đúng là kiểu mới sâu tìm cái gì nhỉ? Có khi nó không, nó không có cái đựng đấy. Nó nhét vào cặp quần. Chỉ có lão mới nghĩ ra cái cách đen trộm đấy thôi. Thôi đi, nhanh lên không có muộn. Biết đâu phải như thế, còn xét nghiệm ADN còn biết được thằng nào chứ. Trộm chả phải nó phải của mình. Đến lúc vừa mất tiền đi xét nghiệm nó lại ra kết quả của mình thì lại nhục. Đi. Thôi nhưng mà tao nghĩ là sợ là nó lúc nó bắt gà này nè, xong nó nhét vào cặp quần ấy, gà xong nó đạp nó bới ấy, thì nó mới để lại dấu vết cái nào ấy. Ôi dồi ơi, ông phân tích nghe như kiểu ngày xưa ông cũng là trộm ấy nhỉ. Nghe có vẻ như kiểu là có kinh nghiệm lắm ấy nhỉ. Mà tôi nói thật nhá, chẳng có thằng trộm nào nó ngu như ông nghĩ mà nó đúc gà vào cái chỗ đấy đâu. Mà cái chỗ đấy ấy, là cái chỗ cả đời nó phải bảo vệ ấy. Mà chả có cái thằng thợ may nào đi may chun quần nó rộng nó nhét được cả gà vào cho thằng ăn trộm đâu. Biết thế nào được, càng chỗ nguy hiểm thì lại càng an toàn. Mày không xem phim cảnh sát điều tra gắt ghét đấy à? Ờ, ghét cái gì thì chả ghét. Trộm á, chả thằng nào nó nghĩ ra phương án đấy. Mà có khi ấy, lão ghẻ lở hắc lào ấy, đứng ở chỗ nào cũng gãi mình khoạch ấy, kéo mà là ngân nhân của mình ấy. Đừng có nói cái kiểu đó. Chả thế là gì? Này lấy cái gì mà làm bằng chứng trình báo? Cái thời gian đứng ở đây ấy, thở rằng đi tìm gà đi. Nói lòng tìm vết. Cày nhỉ. Từ này tao quyết tâm rồi. Tao sẽ phải làm cho ra cái vụ nào. Ờ, làm cho ra. Làm như ở mình bên hình sự ấy. Đi tìm đi. Dù có phải đào bới lục trùng hết cả cái vùng đất này, tao cũng phải bắt được thằng trộm nè. Đi. Tao sẽ điều tra từ chân tờ cái tóc. Nắng nồi ỏi bút khê chả biết được. Ở đấy. Rồi. Hả? Tối hôm qua nhà ông có bị mất cái gì không? Mất, chả mất cái gì cả. Thế nào nhà ông mất cái gì à? Nhà tôi tối qua mất hết cả. Mất nhiều không? Mất hết cả chuồng. Mất hết cả chuồng á? Ừ. Thằng trộm nào mà liều lĩnh thế này bắt cả chuồng gà. Còn có mấy quả trứng thôi. Mất nhiều lần rồi, mấy lần trước nó chỉ bắn tỉa nó bắt độ khoảng 1-2 con thôi. Đợt này nó làm tất. Nhưng mà tổng nó có nhiều không? Có hơn chục con. Hơn chục con à? Mà thằng trộm nào mà nó cũng liều lĩnh như là bắt cả hết được cả trong chuồng gà là nó cũng kinh khủng đấy. Trong đấy có 3 con gà trống. Đạp mái vô. Đạp khỏe rồi, trứng là ốc được. Quả nào là được quả đấy vô. Đại khái là mất toàn gà bố mẹ đúng không? Ừ. Thế tài nhỉ. Ở đây tôi thấy có mỗi nhà mình nhà ông hay mất thôi. Tất cả các nhà khác có hai nhà nó hay mất gì đâu nhỉ? Lạ nhỉ, nhà ông mà lại không bị mất mà nhà tôi thì lại cứ mất liên tục. Thế chứ là thế nào? Nhà tôi chuồng dê tí đằng sau, cách nhà mấy chục mét. Mà gà ngoài đấy nó có mà, có mất đâu. Sao lại nhưng chết? Mà tóm lại nhà tôi có mà vía bố trộm lắm đến. Sao thế? Nhà ông có từng báo cáo à? Nó
Hay là ông tăng điện, cắm điện lưới vào đấy à? Cắm điện lưới nó chết ở nhà mình thì có mà toi à? Hay là ông tôi... đánh, ông đánh trông à? Không, treo cam lên là vía trộm nó đến. Treo cam lên trộm nó không đến à? Nếu ông hay mất ấy, ông về ông cứ treo cam cho tôi. Ông cứ đặt cho tôi cái cam vào đấy, vào cái chỗ nào dễ nhìn nhất ấy, là trộm nó sợ nó không dám đến đâu, nó nhìn thấy nó sợ luôn, nó không dám đến nữa. Thế á? Ờ. Ông cứ đặt cam đúng vào cái chỗ nào là trộm dễ nhìn nhất, nó nhìn thấy cam phát là nó hốt rồi. Được rồi, thế để tôi ở khả năng thế nhỉ. Được rồi, thế tôi về tôi làm luôn. Chả làm luôn đi còn gì nữa, không cứ mất 3-4 lần này thì chết tiền. Nhà ông cũng làm thế từ ngày xưa à? Tôi thay bao nhiêu lần cam rồi đấy. Thế á? Hỏng tôi lại thay, hỏng tôi lại thay. Ừ, miễn là cứ để kín nắng, kín mưa thì là được đúng không? Đúng rồi, nhưng mà để cho nào dễ quan sát ấy, để cho trộm nó nhìn thấy nó sợ. Được rồi, tôi sẽ treo trước cửa chuồng gà. Mày thấy không? Mày thấy không? Mày thấy gà chưa? Thấy gà chưa anh? Thấy cái con khỉ bây giờ mới bắt đầu vào để xem chỉ có cách như thằng Phong nó nói thôi. Không thấy mà cái giọng nó hớn hở thế. Bên nhà nó là không bị mất. Thì nhà nó nuôi dê không mất là đúng rồi. Bởi vì nó bảo phải treo cam lên, hiểu không? Dưới tiền đấy để tao ra tao mua cam tao treo vào xem. Nhưng mà cam đắt đâu? Ai mà biết được bây giờ nó bán bao nhiêu. Nhưng mà này, treo lên là không mất thật à? Thì nó có mất đâu nó bảo. Nó từ ngày nó treo cam lên là không mất một con gà nào cả. Mà có mất biết ngay. Thế mà sao ở với nhau bao nhiêu năm mà sao nó không bảo mình nhỉ? Thì bây giờ mới hỏi thì tự nhiên nó bảo à? Anh đi đi. Về treo luôn. Biết đâu tối nó lại quay lại. Đúng đấy, cái vỏ cam vỏ kiếp mình còn ném vào trong phòng nó còn muỗi miếc nó còn phải chạy hết cơ mà nhỉ. Sao tự nhiên lại biến muỗi? Người là người, muỗi là muỗi chứ lì. Nhưng mà nó là cái, có thể nó là cái hèm. Hèm gì mà hèm? Chẳng thế à? Một bên là rình trộm, một bên là bọn côn trùng. Liên quan gì đến nhau? Không biết được đâu. Miễn là nhà nó treo lên mà nó không bị mất mà, thì tội gì mình chả bắt trước mà làm. Để xem xem. Nếu mà mất quả cam là kiểu gì cũng phải đánh động được đến mình. Thằng này chứng tỏ nó có hèm. Rồi mỗi người thấy mùi cam còn phải cần phải tránh xa. Anh ơi, anh gì đấy? Mất toi tiền rồi, mất tiền oan rồi. Lại mất tiền, để tiền ở đâu mà mất? Thì cái tiền hôm qua lão cầm đi bảo là mua cam về đấy. Đi ra xem, còn con gà qua sót ở ngoài cây đào, sáng nay mất nốt rồi. Thấy chưa? Bảo rồi, tối ra mà rình đi, lại còn cứ tin vào cam cơ. Thì thằng Phong nó bảo là mua cam treo lên đấy. Nó bảo là một nhé. Nhưng mà nhà nó không mất thì nhà mình vẫn mất cái kìa. Để anh gọi, sáng gọi nó xem nào. Lạ thật đấy. Không, ông thử nói xem. Đấy, tôi treo cả vợ tôi đây biết, cả cái cửa chính lẫn cửa bảo vệ bên ngoài mà vẫn bị mất con gà ở ngoài cây đào. Mất mà không biết á? Một không xem được luôn đi. Biết thế nào được, ông bảo biết kiểu gì. Tôi nghe ông tôi cứ tưởng là chắc ăn lắm. Lắm thì bây giờ mất thì mình phải soi lại cam xem. Soi được, soi lên nó biết ngay. Soi kiểu gì? Thế tôi bảo ông soi, lắp cam vào làm gì? Lắp cam thì soi lại là biết ngay. Nhưng mà soi thế nào? Tôi biết đâu đây. Quay thì cam không lắp chỗ nào? Dẫn tôi ra xem nào. Đấy, ngoài tuần cả gà vẫn nguyên. Vô lý hay là cam trong đứt dây? Không, dây tôi chắc lắm, dây tôi còn vít cả ốc mà có một chật. Đứt cam còn không thể nào đứt được dây. Thế mà lại không soi được lại là thế nào? Vô lý nhỉ?
Đâu đâu đâu? Đấy. Đấy ông cha. Đâu cam đâu? Đấy. Đấy, cửa trong cửa ngoài, anh Hy treo đầy đủ. Chỗ nào? Đây. Đấy. Cam đây, tôi treo cả ở ngoài ở trong đây. Ôi giời ơi. Tôi... Ông bảo đứt dây đứt đứt vào mắt à, cái này chỉ có giật cam xuống thôi. Tôi... Còn dây thì... Tôi đến à ông đấy. Sao lại ông dốt thế nhỉ? Cho cái gì? Nhưng ông bảo tôi lắp cam tôi tưởng là... Cái cam là cái cam mà cái... dùng mạng ấy. Cam mạng ấy. Này à? Đó. Cái cam mạng á, cái cam gọi đây gọi là cái camera chứ. Chứ mới bảo gọi là cam. Camera là mấy thằng chuyên môn mới gọi thế, còn dân mình cứ gọi là cam. Thế tao chả biết cái phân biệt đâu là cam, đâu là cái camera. Mày nghĩ là tao không biết công nghệ à? Thì ông lắp cái cam này và ông dọa ai? Ông soi ai? Thì tao tưởng là cái vỏ cam còn đuổi được ruồi muỗi, nghĩ là nó là cái hiểm. Ông bảo đuổi thế này thì mất là đúng rồi. Hôm qua lúc đi mua tôi đã bảo làm sao ví bọn trộm với bọn ruồi muỗi được. Người con trùng nó khác nhau chứ. Lắp thế này thì nó bắt sạch chuồng gà là đúng rồi, còn gì nữa. Ông, kêu cái gì? Ông làm sao ông nói, ông phải nói rõ chứ, ông ngu bỏ mẹ ra. Ông nói cam là cam thì tôi chả đi tưởng là cam rồi. Ông phải nói là camera. Hiểu không? Camera thì... Quá lắp cái cam để dọa trộm thì nó phải là cái camera, phải soi lại được hình ảnh thì nó mới sợ chứ. Thì ông biết nhà tôi có mạng không mà lắp cái camera đó? Nó phải kéo mạng chứ. Thì không có để kéo chứ. Thế thì ông ấy bảo là tôi kéo mạng trước đi lắp cái camera vào. Khả năng làm vụ này thôi đi. Gà mất sạch rồi, tiền đâu mà đầu tư vào kéo mạng nữa. Giờ nó lại mất thêm món à? Mà kéo mạng đâu khi lại làm mấy triệu một tháng thì chết à? Làm gì đến mấy triệu, ông mất gà nó còn thiệt hại hơn ấy. Đã đầu tư một lần sau nuôi cái gì không mất nữa. Mà thôi đưa đây. Cảm với chả quyết. Tóm lại về bảo kéo mạng, lắp cho mấy cái mắt vào đây, nuôi cái gì cũng yên tâm. Chứ bây giờ không lắp vào có mất liên tục. Ông thấy hàng xóm nhà mình có ai mất không? Nhà nào nó lắp cam hết rồi. Chú chứ chị vào chữa chạy đi xong thì trình báo thổ địa, ông ấy còn trông cho. Rồi. Trông vào mắt, cứ lắp cam vào cho nó chắc, còn... lại trông cho ông. Ông còn ngủ nhà, ông còn ngủ, nó còn đòi người khác trông cho ông. Hóa ra là cái cam hai phai chứ không phải cái cam nở. Thế mà 5 quả cam cầm hẳn 500 nghìn đi để mua. Cái người nào là cái người bán cho ông 100 nghìn một quả thế? Hay là tiền thừa lại đi uống bia rồi? Hòm mà tiền ta vẫn ở trong túi kìa. Đang chỉ xót ruột mất đàn gà còn chưa biết làm nào điều tra ra đây nè. Ông thông minh quá. Thế nào nhà ông mất cái gì à? Nhà tôi tối qua mất hết gà. Mất nhiều không? Mất hết cả chuồng. Mất hết cả chuồng á? Ồ. Thằng trộm nào mà liều lĩnh thế này mất bắt cả chuồng gà. Còn có mấy quả trứng thôi. Không có mấy trứng thôi à? Nhiều không? Hai con. Hôm nay bảo mấy chục con rồi. Chục con à? Hơn chục con. Kế lắm. Và có vài con thì cũng buồn cười, nhưng mà nãy nói mấy chục con rồi. Giờ ít phải 1-2 chục con. Ok. Mà còn mất nhiều lần rồi, mấy lần trước nó chỉ bắn tỉa nó bắt độ khoảng 1-2 con thôi. Đợt này nó làm tất. Nhưng mà tổng nó có nhiều không? Có hơn chục con. Hơn chục con à? Mà thằng trộm nào mà nó cũng liều lĩnh như là bắt cả hết được cả trong chuồng gà là nó cũng kinh khủng đấy. Trong đấy có 3 con gà trống. Đạp mái vô. Đạp khỏe rồi trứng là ấp được. Quả nào là được quả đấy vô. Đại khái là mất toàn gà bố mẹ đúng không? Ừ. Thế tài nhỉ. Ở đây tôi thấy có mỗi nhà mình nhà ông hay mất thôi. Tất cả các nhà khác có hai nhà nó hay mất gì đâu nhỉ. Mà tôi đang gì không biết làm kiểu gì để mà